mày. Mày thế chân sáu, chân sáu rồi kìa. Ui trời ơi, lại còn đái nữa. Ta không biết có cái món gì ăn, đang đi kiếm nhường ngôi nhỏ lạc thì này, con này là con này nó mắc cái trong này này, chắc nó giúp ở đâu, chắc giúp đường nào đi ra đây, ta mắc ở đây không ra được. Rồi nó cả mình tổ mang chưa này. Ui thoát tim tổ mang. Mà đây à, cũng sợ rắn nhưng mà mấy cái con loại rắn không độc này á, tuổi gì em phải trôn mà đại ca. Kiếm được con này rồi thì nó phải kiếm hiu mà đại ca. May là mình không sợ rắn, không phải mình hơi bị giật mình thì thôi. Não ui rồi, wow, con này nó tợn nhỉ? Tại nó vừa gặp anh nó mới tợn, ui nhìn cái mồm nó, bè như hổ mang, lòa lưỡi dài không? Lưỡi này dài thế nhỉ? Bắt đầu ấy, kiểu đó. Bắt được. Đi đi đi. Anh đi cái cuộc đời nó làm sao đây ạ? Ba lít ra đây ạ, em gặp ông chắc kia ông đi bán rắn. Em mua 3 lít đây mọi người, mời anh em 1 lít rưỡi. Dồ, tao bảo mày đi lấy chó về ra để chó săn chuột. Chó thì em nó đi chơi hết rồi. Chó để săn chuột mà, tao làm xong rồi này. Nhìn này, nhìn này. Nhưng mà chó thì em đi chơi hết rồi. Chơi bắt nó về. Đấy, thấy chưa, thấy chưa. Nó đi trong thấy, giải ấy. Thấy sáng chế chưa, đấy, kinh chưa. Được phân nhỉ, đấy, học leo ấy đi. Kinh điển, đấy. Đấy. Nhưng mà bắt ở đâu đây? Bắt cái gì ở đâu? Mấy cái ông đánh bẫy lưới, mấy ông đánh được. Xong rồi. Nó còn lên chưa rồi, mất một nửa. Các cụ chia. Đi ra đồng sinh tồn lại đi mua. Thì không cái gì mà ăn đâu. Ngô anh đã xem ngô là tan ngô vỡ tử rồi. Đây ruộng có ngô kia không có bác. Đâu, em đi mấy ruộng rồi. Nhưng mà tao thích ăn thịt chuột cơ bây giờ nhá. Làm một hàng chuột này, nướng. Ui, yêu. Thế đây, giảm mấy? Tôi giảm nữa, mỗi người 1.5 lít. Không, cặp con này 1 lít. Hả? 1 lít rồi, em 2 lít. Con này bao nhiêu? 300.000. 300 con này? Chẳng người à. Mày bị lừa đặt xuống, con này chỉ có 200 thôi. Dài hơn cái em này. Con này á, chỉ tầm độ 200.000 thôi. Thế thì cho 1 lít rồi. Thế hôm nay ăn gì cả này? Thì, sinh tồn ăn cái gì chẳng được. Được, mình đang muốn test cái... cái bếp của mình luôn, thế nên là sẽ test con rắn. Mổ ra quấn vào ống này, nướng luôn đây. Đúng rồi, cái okay. Tiền này đã. Thôi là... Không tí mày... nữa lại quên. Mày chả ăn à? Tao nướng cho mày ăn. Thì em ăn cất nhé. Thế mày làm cái này là mày nướng nhá. 50. Không được. Con ơn anh lấy không tiền 3 lít của em. 50 cũng được. 46.000. Không. 60. 60 cái này, 60 mà. Không được 1 lít đấy. Không. Có 1 lít. Thôi được, 60 cũng tặng được. Mua con này 3 lít ngu. Ngu. À, đi thịt. À đây, mây thịt rắn ấy, để tao đấy, để tao nhóm lửa. Ghê lắm. Ghê. Nó, chắc là nó mẹ hận mày sao con này. Nếu mà người kéo em thịt đây. Đây. Đấy, ngồi lên đấy mà thịt. Đây này. Có lẽ có trứng không ấy? Không. Rắn có trứng ăn ngon lắm mà. Đây em làm. Không nóng. Em chưa bỏ đi không ơi. Hả? Bỏ.
Thế mỗi người một sở thích. Thích ăn gì hả? Bọn chán như anh ăn đi. Không. Tao không ngủ. Em ngủ nha mày. Nướng gì? Nướng mật á? Nướng dù à? Nướng thật. Nướng thật đi. Thằng này nó tân kỳ nhỉ. Rau lòng rán ăn ngon lắm mọi người ạ. Rồi, ok. Người ta không biết gì, không biết thưởng thức. Giờ mình sẽ quấn cả con này lên quấn cả con này lên bếp nướng tự động của anh em mình nhá. Đấy. Không ướp biết thì hôm nay nướng tí nữa chấm muối chanh ớt nướng khô nhá mọi người nhá. Ba để thích ăn nội tạng của con rắn này lắm mọi người ạ. Nhất là lòng rắn này, trứng rắn này, mỡ rắn này, gan rắn này. Má để bỏ hết một cái phần dạ dày của nó ấy. Một phần dạ dày này, thì cuống họng, mấy cái phổi phiếc các kiểu bỏ hết mọi người. Chỉ để lại tim gan với lòng mới để lại mật ăn ngon. Mình sẽ ướm thử để xem nó đến đâu nhá mọi người nhá. Để buộc con rắn vào đấy. Đây, thì bạn ơi, sẽ buộc con rắn vào đây để nướng ở đây nhá. Quên mất chỗ không? Ok. Rồi, buộc con rắn vào đây nhá mọi người nhá. Quấn ngửa bụng nó ra để cho nó kín kín chất ở trong nhé. Nướng là không ướp được cái gì cả. Nó mau đệ nó không bảo thích ăn lòng, nhưng nếu mà thích ăn lòng ấy thì không phải mổ. Nướng tất, nướng mọi cả con luôn ấy. Thì gà đây. Lòng gà đây. Thế thì lúc nãy cũng không bảo tao được mất công mổ. Nướng cả con luôn. Rắn nướng mọi luôn. Mất công đem mổ. Kéo của anh đâu rồi? Lấy cái kéo đấy, lấy cái kéo đấy. Một cái đuôi nó lại, thế là xong. Ui, Long được nhiều thế cơ? Vâng. Em mới bỏ công chứ. Thế này thì mới bỏ công nhá mọi người. Nó bé gấp mấy lần con gà, nhưng mà Long bằng con gà ấy. Ừ, nhiều ghê nhỉ. Tại vì mỡ, con rắn nó ngon lắm. Bây giờ là đến phần quan trọng nha mọi người nhá. Test xem cái bếp của mình có chuẩn không nào. Nước ấy. Bây giờ mình chạy than ra đây, chạy than ra. Ok. Chạy than ra. Chân dài. Chạy đây. Chạy than ra. Thành công hay thất bại là ở đây đây này. À. Quay được lợn thì mình phải thiết kế to hơn. Lợn thì phải thiết kế cái guồng quay nó to hơn, còn nếu mà con bé bé này thì còn được.
Hôm nào thử test con gà xem sao. Lợn đấy. Rắn thì ok. Ở lợn phải thiết kế cái khác. Bây giờ như thế này là ổn rồi mọi người ạ. Là không mất công, tức là dùng cái đầu thì đỡ làm việc chân tay ấy. Đỡ mỏi chân tay. À, đỡ mỏi chân tay. Ta gọi là làm việc mình dùng cái đầu cũng được à. Đầu gì? Đầu gì? Đầu óc nè. Đầu óc bao giờ chả hơn. Nhưng mà không ăn thua. Đại khái là nó con rắn nó sẽ chín đều hơn. Ngon. À, anh em mình còn thiếu, tức là bếp đã có rồi, bếp tự động đã có rồi. Còn thiếu mua cái gì mọi người biết không? Thiếu khá là nhiều thứ. Nhà này. Ôi, quên. Thiếu một cái nhà. Mình sẽ xây một cái nhà ở khu này nha, hoặc là khu trên kia để ở. Xây tất bằng đá này luôn nhá. Đây. Ở đây rất nhiều đá cuội. Xây bằng đá này. Đấy, xây mình dự tính là xây thêm một cái nhà nhỏ nhỏ ở đây, hoặc là một cái lò, hoặc là ở khu này chẳng hạn. Xong rồi đấy. Đó. Nhưng mà khu này có ngày trước có người chết đuối ở trên này. Cho nên là khả năng là mình sẽ dọn dẹp về đằng khu dưới này. Đấy. Sẵn ở ngoài suối này rất là sẵn bát đĩa nha mọi người nhé. thế nên là ra đây không cần dẹp đĩa. Đấy, sẽ dự tính sẽ làm một cái nhà nổi trên tảng đá kia, xây bằng toàn đá cuội này nhá. Đấy, bây giờ sẽ xem cái lò của mình hoạt động ok không. Rất là đều nhá mọi người nhá. Đấy, nó quay rất là đều. Thấy chưa? Quá lịch sự. Đấy. Quá lịch sự. Quay đều không? Cái này thì không sợ nó bị cháy nhá. Lửa liếc không sợ nó bị cháy luôn. Quay. Nguồn quay tận dụng là sức nước. Thế nào? Chém nào ơi. Được, dưới đi. Chín rồi anh em ạ. Mọi người thấy nó chín đều không? Đấy, guồng quay của anh em mình quay chín nó rất là đều, không bị một chỗ nào. Một chỗ nào cháy, không một chỗ nào kia. Không được gia vị nên màu nó không được nổi hẳn mọi người ạ. Không cần gia vị. Đấy, bây giờ mà mình sẽ cho ra để chén nha anh em nha. Không bị bỏng một tí. Quay vào ngăn nồi siêu kinh điển. Ủa dính luôn. Ủa dính. Con queo. Mày giữ cho tao đừng cho nó quay cái. Đừng cho nó quay cái. Đấy. Ok. Giờ sẽ đi chăn chén nha anh em nhá. Úi giời ơi. Lấy ra muối cho này. Đây. Sang bên này nhá. Wow, ok nhé mọi người nhá. Món rắn của anh em mình đã xong rồi, thành công rực rỡ nha mọi người nhá. Ngon chưa? Món anh nhờ của em mới được ấy. Mất tiền gì chẳng được hết. 60.000 cả cảnh mất tiền. Gọi là mất tiền. Đây là món lòng rắn của Mao Đệ nhá. Đấy, mình cũng chưa ăn món lòng rắn bao giờ cả. Ăn được không đấy? Ăn gia vị cơ. Ăn được không đấy?
sẽ chết được. Cái chín ăn được hết. Bịa rắn. Thử cái món lòng rắn của Má Đệ cái nào. Mời tất cả mọi người nhá. Má Đệ ăn lòng rắn này. Đây. Sống à? Em vừa đảm miếng mật đắng. Mật à? Ui. Cắt cắt ra. Dài thế, dài thế. Dài mà. Nhìn như con rắn con ấy. Mời mọi người nhá. Ngon. Giòn thế ạ. Khấn cả luôn. Được. Mời tất cả mọi người nhá. Ngon. Ngon. Con này nó không có trứng mới ít mỡ quá mọi người. Nó như nhiều mỡ ăn ngon. Con càng nữa. Trứng đây này. Không có. Lòng rắn này ngon hơn cả lòng kia nhá. Ngon hơn lòng gà. Ngon nhỉ. Ừ. Dâu mà có lon bia thì đặc. Giờ mình sẽ ăn. Tách thử con rắn ra nhá. Mình sẽ để dài xem là đi một hết một phát một đường quyền được không. Rắn nướng thì thường hay bóc được. Rắn nướng. Ôi không không được. Kiểu con này vừa chín tới, nó chưa dài cái thịt đấy. Dài cái thịt là bóc được cả tảng luôn đấy. Thôi chỉ được thế này đâu. Ngon à. Ngọt lắm. Nhân chín tới nó ngọt hơn nhiều. Ừ, kia lắm. Dài. Bóc. Rắn này bóc ăn ngon nhất. Nếu mà hầm xả thì cũng ngon. Nhưng mà hôm nào mình em, lại thích hầm xả em luôn. Em thử làm đoạn lò xo này. Lò xo đuôi. Hầm xả mình thích ăn ngon, nó ngon hơn, ngọt. Nó ngọt mọi người ạ. Mời tất cả mọi người nhá, Má Đệ thử món rắn nướng mọi. Mọi là một mọi. Mọi là phải không mổ. Mọi không cho gia vị là mọi rồi. Cứng. Ngon. Ngon lắm mọi người. Ngọt thơm. Cái này tốt cho canxi. Tốt cho canxi. Mình sẽ tách thịt nó ra nhá. Đấy. Đi một đường quyền hết thịt luôn. Nhau đồm lộp nhỉ. Ôi dồi. Đẳng cấp ấy. Ôi dồi ôi. Một là đường quyền toàn thịt là thịt. Đấy, bây giờ không phải cái nữa. Đấy. Đấy cho mọi người nha. Ôi dồi. Món này thì hơi kinh dị một tí, nhưng cho những ai không thích con rắn lắm, nhưng mà nó ngon lắm, nó ngọt lắm. À, mọi người nhìn này. Nhìn như kiểu là da kiểu con chăn ấy. Nhưng mà thịt đây này. Ngon lắm. Ai mà thấy sợ rắn là ghê lắm. Ai mà sợ rắn? Hào hào chút cây. Sợ rắn thì thử ăn thịt rắn một lần xem sao. Xem lần sau có sợ rắn không? Nhiều người sợ rắn nhưng vẫn ăn thịt rắn vẫn thấy ngon nhỉ? Thế sau vẫn sợ rắn? Nhìn này nó khỏe người. Em mới sợ rắn, sợ con hổ mang á. Hổ mang ai chả sợ, cắn nó trên toàn. Còn mấy con này chả sợ.
đây là rắn ráo, nó hiền lắm, bắt nếu nó chỉ hăng lúc đầu thôi, lúc sau ăn nó rảnh lắm.